Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì mình xin hướng dẫn mọi người cách chỉnh ngày giờ trên máy tính. Và hệ điều hành mình sử dụng là Win 10. Thực ra Win 10 và Win 7 thì nó cũng là lá nhau thôi. Thì vì một lý do nào đó thì máy tính mọi người sai ngày giờ. Ví dụ như kiểu cài Win thì sau khi cài Win xong thì nó sai ngày giờ chẳng hạn. Hoặc là máy tính của mọi người hay laptop của mọi người cái pin CMOS nó hết ấy. Và sau khi mọi người lắp lại pin CMOS thì mọi người cần phải chỉnh lại ngày giờ chẳng hạn, để cho đúng ngày giờ. Nếu mà sai ngày giờ thì mọi người sẽ không để truy cập vào được một số trang web chẳng hạn. Do đó chúng ta cần phải biết cách chỉnh ngày giờ. Thì thao tác cũng khá đơn giản thôi. Mọi người nhìn ở bên tay phải, mọi người sẽ thấy cái giờ và cái ngày đây. Mọi người kích chuột phải vào nhé, kích chuột phải vào này. Và chọn là đây, Date Time. Đó. Bây giờ để chỉnh thì mình sẽ hướng dẫn đầu tiên là mọi người sẽ chỉnh cho mình cái Time Zone. Cái Time Zone thì chúng ta sẽ chỉnh nó về là Bangkok, Hà Nội, Jakarta. Đây, Bangkok, Hà Nội, Jakarta này. Tiếp đến, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đó là chỉnh ngày. Ngày. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái mục là Date Time này. Date Time này. Date này, Time and là Formatting này. Có định dạng ngày giờ đó. Thì đầu tiên thì chúng ta có thể chỉnh được cái ở đây chúng ta có thể chỉnh được cái gọi là định dạng này, định dạng của nó này. Mọi người thấy định dạng của nó mình có thể chỉnh đi được. Đây. Có rất nhiều kiểu định dạng. Thường thì để mặc định thôi, không cần phải chỉnh đâu anh em ơi. Cái định dạng thì thường chúng ta không phải chỉnh. Ok, bây giờ ta sẽ đi ra để chỉnh ngày giờ nha. Bây giờ để chỉnh ngày giờ ấy thì mọi người sẽ vào cái mục này. Date time. Đây, đây, kích vào lệnh được sao ấy. Đây nhá, kích vào đây này. Đó, mọi người kích vào đây để chỉnh ngày giờ đó. Và mục date and time. Date and time này. Thì nó sẽ hiện ra một cái hộp thoại đó là date and time, bên nó sẽ chỉnh ngày giờ. Thì mọi người có ở trong này cũng chỉnh time zone được nhá. Tùy mọi người thôi. Thì mọi người vào cho mình mục là chan date and time. Thì ở đây chúng ta sẽ chỉnh được ngày giờ. Ở trên này là chỉnh 5 5 này. Và tháng này, tháng ở đây. Đó. Đúng ạ. Sau khi chỉnh 5 và tháng xong rồi thì mọi người có thể chỉnh được ngày. Ngày thì mọi người chọn này. Đó. Đây là giờ đây, mọi người có thể chỉnh giờ ở đây. Phút ở đây. Và giây ở đây. Và sau khi chỉnh xong rồi ấn ok thôi. Và ấn ok thì chỉnh ngày giờ nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Nó không có gì cả. Đây mình làm lại nhá. Đầu tiên là chúng ta vào cái mục là đây, date time này. Và cái mục là date and time này. Formatting này. Tiếp đến thì mọi người có thể chỉnh định dạng cái kiểu xem đấy. Hoặc là chỉnh cái giờ thì vào đây. Chỉnh cái giờ vào đây này. Và vào tiếp đây, date and time tiếp chỉnh ngày giờ. Đó. Ok, thì như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho mọi người cách chỉnh ngày giờ trên máy tính sử dụng hệ điều hành Windows 10. Nó khá đơn giản thôi. Mọi người xem video cho mình xin một nút like và một nút đăng ký kênh để ủng hộ mình. Xin cảm ơn mọi người nhiều. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye mọi người.